live xong rồi 12:45 luôn mọi người ơi. Ôi đúng rồi, 12:45 rồi, giờ em đi ngủ đây. Mấy bữa nay em không dám quay su với Na ngủ nữa mọi người, tại vì hình như là YouTube nó không có cho kiểu như là em bé mà ngủ mà kiểu úng ao mẹo mọi người, bởi bị vừa mới đánh một gậy vi phạm. Vậy là cái kênh của em là như 2 gậy hay 3 gậy gì rồi, em không nhớ nữa. Nên là giờ em không dám quay su với Na kiểu như là ngủ lúc em vô em quay với mọi người. Tại vì có những cái quy định của nó, ở gì gọi là mới quy tắc của nó mới ra mà mình không cập nhật, mình không biết á. Dễ ấy quá, nên là anh sợ cũng bị nó mất kênh. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nha. Giờ này 1 giờ rồi, em đi tắt máy tính đây rồi, em đi ngủ đây. Chào mọi người, giờ là 2:30. Hello. Chào mọi người. Giờ này thì em với Su sẽ khui hàng nha mọi người. Hôm qua em có mua một cái hộp bằng chải này thì em đã khui trước rồi. Xong rồi còn có cái của Na nha mọi người. 4 cái bằng chải này. Lấy là đánh hết trơn rồi thì đánh giá thì Su thấy bằng chải này sao? Đánh mặt trơn mặt ngoài là đánh hai bên này á thì ok nha mọi người, nhưng mà đánh cái này đau, nhưng cái này thì không được nha mọi người, đau lắm, nhức níu luôn, chảy máu luôn, nên là bằng giải này chỉ sáu gì đánh ở dưới này thôi thì được. Đấy đánh hai bên thì sao? Ở hai bên ở trên ở dưới thôi, chứ còn đánh chỗ này không được nha mọi người. Mua 4 cái 45.000, 3 đứa 3 cái rồi còn dư 1 cái tiếp theo. 80k. Cái này không phải, cái này ba của mẹ, cái này nó cũng là bàn chải luôn.
một hồi sẽ test test cái kia. Rồi cái này hôm qua trả tiền như ta, hôm qua hình như là thanh toán là 85.000 hay gì mọi người. Dễ vui. Nhưng dễ thì cũng chỉ có cái là cái dễ chứ. Rồi cái hộp mình hộp hộp bằng mình rồi. Bốn cái lầu bằng chải luôn mọi người. Mỗi đứa một cái. Mỗi đứa một cái. Ok, đây là bằng chải điện nha mọi người. Hình như cái này trong phòng tôi là cái đồ sạch chải điện cũ. Ừ. Thôi mà tôi lấy cái điện. Cái này mua cho con Tu đánh trước nha mọi người. Ơi con Na chứ, con Na ở đâu quá trời rồi. Đang tức tóc xếp. Bộ máy lạnh chưa xong? Ok, giờ này em với Su với Na sẽ ăn cơm chua nha mọi người. Ngon không Su? Chưa ăn rồi mà. Nhưng mà nhìn thấy đồ ăn hấp dẫn không? Dẫn. Ăn cơm á Anna nha mọi người. Có kêu thêm xin phần cơm thêm nữa nha. Hôm nay là đồ ăn hơi bị dinh du luôn. Ăn sợ lắm. Mà cô chú và các anh chị cùng ăn đi. Các cô chú các anh chị cùng ăn cơm nha. Mà mọi người cùng ăn cơm nha mọi người. Ăn xong rồi em lên em tải video nha. Em cắt cái video xong rồi giờ em lên em sẽ tải video lên YouTube nha mọi người. Rồi tôi học bài còn Na thì đi ngủ. Để dục rác. Dục rác đi rồi lại gọi đầu. Có. Đây. Đường này. Ủa con nhỏ này nó làm biến. Gọi cho cái đầu rồi đi ngủ chưa? Ngủ ngủ rồi. Ngủ ngủ trên đầu. Đúng hả? Lần này em sẽ gọi đầu cho Su Na nha mọi người. Su qua. Cô học bài đi nha, bài số này đều là đầu cho mình lên phòng ngủ. Lên lên phòng ngủ cháu không? Ngủ chưa, ngủ trên lầu, ngủ dưới này cho mát đây nè. Tắt đèn đây, ngủ dưới này đi. Ngủ trên chỗ tối. Ở đây cũng có máy lạnh mà, ở đây chị Xuân cũng bảo máy lạnh mà. Chưa vậy? Ngủ lên lầu. 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 Cô chạy lên chẩn lấy cho mẹ. Thôi thôi đi, mẹ lên chẩn lấy cho. Coi đừng ăn nữa. Hả? Đừng ăn nữa. Lên chẩn uống sữa thì ngủ đi chưa? Ăn rửa cái không? Thôi ăn nó khô nó ói đó. Nay sao Nay đi đổ rác nha, Nay biết đổ rác rồi đó. Sao nó không rửa rổ? Sao rửa cao? Thử của ai? Của cô Na. Đi lên này gọi cho Na, lên này tắm cho rồi như này. Ủa đây đâu không? Hả? À, có ạ. Ủa sao về cô cưới? Ủa xong vậy? Ủa xong rồi ngủ uống sữa. Chiều nay học bài nha. Dạ. Chiều nay học bài nha. Nay học bài thôi. Dạ hả? Dạ. Chiều nay học bài cho dạ. Đấy là nhìn Na giống cái hộp gì hả? Hộp điều. Đi đây vô giọng đây, lấy cái cục sạc cho Su, lấy cái cục ấy chưa? Rồi leo lên. Remote. Được chưa? Dạ. Ok. Rồi làm xuống ngủ đi. Ngủ sao mà xuống dưới. Ok. Bye. Bye. Cũng không cần miếng lên trời. Thức dậy rồi xuống dưới. Dạ. Ngủ ơi, bye bye. Bye. Em sẽ đi tải video nha mọi người.
cho các chị một tô vui vẻ. Ngày mai được nghỉ không? Có. Ok, bây giờ là 10 giờ xuống nha, xem TV 20 phút nữa là ngủ nha. Nè dư, trời ơi cái kịp đẹp. Người ta đưa về mà nó nở lần nào nó lên hỏi vô hạnh phúc nó. Đúng là cái con, đúng là cái con chỉ biết ăn rồi biết miếng túi thôi. Thả ông ra coi, thả ông ra. Ăn cái gớp luôn. Chú ơi, một chút anh chị cũng ngon đi. Chúc anh chúc anh chị cũng ngon. Bye bye anh. Nè, nãy giờ vô trong phòng coi TV đúng không? Giờ này còn bận đồ vậy nữa. Đi ra ngoài thay cái quần bằng đàng hoàng không? Điều vừa thôi. Giờ này còn bận chân váy nữa. Rồi cài tóc nữa. Học hành thì dở su cho mọi người thấy con Na đó. Nó giấu remote thì sao su cái chỗ cái bằng trang điểm nó su lại su cho mọi người xem đây. Rồi đi vô xuống cái remote cái điện thoại nó biết nó giấu đâu. Đúng không? Con mở này ra không có. Thấy chưa mọi người? Đó, thấy chưa mọi người? Em không hề nói xạo luôn. Mọi người thấy con Na chưa? Xong á hôm nay buổi chiều em đi vô em lấy remote. Cái nó thấy cái remote để trên niệm nè, cái xong rồi nó ôm luôn. Nó em re luôn xong rồi một hồi cái nó thấy nhắm mà giấu không được rồi cái nó mới kêu là đây nè, remote nằm đây nè. Lúc đó nó mới đưa mọi người. Nè nó ghê gớm lắm, nó không phải dặn dò đâu. Có dịp rồi mà. Thì gì vậy? Thì thôi mới hết rồi. Hồi nào vậy? Hồi lớp 6 hả? Hồi thứ 6. Cũng Na nha mọi người. Nguyễn Hà My con gái yêu nữa trời. Cô kêu gì đó. Ở trong đó một trong. À, xu dẻ hả? Xu dẻ chứ hay dẻ. Ghê rồi hả? Ô, chữ A. Một, hai, ba, bốn, năm. Đúng không? Đúng rồi.